Trung tâm Lao động Ngoài nước vừa có công văn số 1064 về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo chương trình EPS đợt 1 năm 2024. Theo đó, lao động Nghệ An là một trong 4 tỉnh được gỡ lệnh cấm tham gia tuyển chọn đợt này. Ngoài Nghệ An thì lao động 3 tỉnh khác cũng được tham gia kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 năm 2024, gồm Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Dương. Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 15.300 người ở 4 ngành nghề, trong đó có 11.200 chỉ tiêu ngành sản xuất chế tạo, gần 900 người ngành nông nghiệp, 200 chỉ tiêu xây dựng và hơn 3.000 vị trí ngành ngư nghiệp. Việc tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc đợt này diễn ra trên phạm vi toàn quốc, không áp dụng các biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương như những năm trước đây. Tuy nhiên, lao động tham gia kỳ thi tuyển lần này phải là những người chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp theo visa E9, lao động EPS hoặc visa E10, thuyền viên tàu đánh cá, thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Lao động không bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam, không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.